luôn, chào anh em buổi chiều nha. Em mới vừa đổi xe với khách, thì anh em nào thích món này thì liên hệ để cho anh em mình ha, với số tiền chỉ là 36 triệu thôi. Rất là đẹp anh chị ha. Đẹp ở nội thất nha, chứ ở ngoại thất nó không đẹp anh chị. Xe này anh em mà muốn dặm sơn thì tầm khoảng 3 triệu, còn muốn làm cho ngon lành, làm đồng, làm sơn như một xe mới thì khoảng 12 triệu. Mình nói trước, mình có sao nói vậy anh chị ha. Sơn nó hơi nổ nè, anh chị nhìn gần mới thấy, nhìn xa không bao giờ thấy nha. Ở những anh em khác bán người ta quay xa vậy anh em đâu thấy đâu đúng không, nhưng mà lại gần mới thấy. Mà em là em bán có sao nói vậy, cho nó dễ anh em ha, đỡ mất thời gian hai bên ha. Xe này em báo trước với anh chị nha, cái máy ngon, máy lạnh có, nội thất đẹp, chỉ có nước sơn ngoài xấu thôi. Nếu mà anh em bù ở ngoài để chạy vòng chơi á, thì mình làm khoảng 3 triệu. Còn mà muốn làm đồng sơn ngon cứng cáp luôn, giống một cái xe ngon lành cứng khừ á, để mình chạy luôn á, thì tầm khoảng 12 triệu. Thì em có thể em lãnh làm cho anh em cũng được, nhưng mà để anh em mình giá này là 36 triệu là buông tay. Xe bao gồm là máy lạnh, nghe nhạc đầy đủ hết, âm thanh trợ lực có, đời 2007 luôn nha chị nha, đời cao nha. Sổ 2006, đăng ký lăn bánh 2007 hay gì đó, đăng kiểm tới tháng 4 2023. Bốn cái vỏ thì cũng còn gì cui rồi, bốn vỏ mới thay mâm đúc, chỉ 36 triệu. Giá này không bớt nha anh chị, khỏi trả giá nha, được bán được thì em mới sử dụng đó. Không có nhiều tiền chưa, tại vì em đổi với khách, em đổi với khách là 36 triệu, là bây giờ em bán cho anh em 36 triệu luôn, không có lấy lời ha. Đó, nói chung cũng có lời anh chị, cũng có lời lợi ích. Cụm đèn cũng còn rất là đẹp nè đó, nội thất ok, nguyên những ghế da ngon lành, thấp lô thấp ly cứng. Hai kính sau là hai kính quay, tại vì đời ma tiết là không có kính bấm sau nha anh chị nha. Hai kính trước là hai kính bấm ha, keo chỉ là đầy đủ luôn, là 100%. Tuy xe nó nước sơn nó hơi xấu chứ keo chỉ nó đủ nha anh chị, không mất keo chỉ nha. Cửa đó là đủ mà không biết cửa này đủ không, à cửa này đủ luôn nè anh chị, ghê chưa. Cửa này cũng đủ luôn nè, keo chỉ riêng chứ mấy keo chỉ chạy nha, keo chỉ này mà chạy là cho xe anh chị luôn á, keo chỉ riêng luôn á, kính là kính bấm luôn nè. Nội thất sàn bọng đẹp nè anh chị, sàn bọng đẹp, túp lô túp ly đẹp luôn nè. Nhìn mặt trước nhìn trước khừ ha, nhìn ở trong đẹp quá trời, mà sao ngoài ghê quá, ngoài tróc sơn trơn. Trần nỉ riêng theo xe luôn nè. Xe này mua về bán cho anh em mình về dọn á, nếu mà dọn một bùa không 3 triệu ra 40 đi. Chi phí lấy 40 là anh em mình, xe này anh em mình đập 55 triệu là chuyện bình thường. Nhưng mà em thì em muốn bán cho anh em lái về, anh em lái dọn cho dễ, bán cho khách mất cần bảo hành ha. Nhưng mà mấy xe này bán nói trước, bảo hành máy thôi chứ động sơn xe không bảo hành nha, tại máy ngon lắm. Máy thì khỏi sợ rồi. Mà bán xưa giờ em bán cho dù xe bán 3 tỷ cũng đâu bảo hành. Bảo hành sơn xe cho dù xe 500 triệu cũng vậy, cho dù xe 100 triệu cũng vậy ha. Xe 30 thì cũng vậy, không có ai bảo hành sơn xe hết, chỉ bảo hành là máy móc. À, máy lạnh thì đó vậy thôi, củ số còn rất là đẹp, vô lăng còn cũng còn khá đẹp anh chị ha, máy êm lắm, máy nhích nhẹ nổ liền, máy lạnh lạnh teo luôn anh chị nha, máy lạnh là lạnh teo luôn nha, máy là bao máy lạnh teo nha. Xe này được cái dàn máy lạnh ngon, dàn âm ly dưới nữa nè, hết nhạc đầy đủ, 2 chìa khóa, kính là kính bấm còn ngon lành luôn nè. Để anh em 36 triệu thôi ha, lấy lời tí đỉnh uống cà phê thôi chứ đâu lời nhiều anh chị, muốn bán lẹ mà, tại mình không có làm mấy dòng này anh chị ha. Đó, keo chỉ còn đầy đủ luôn nè anh chị, ghê chưa, keo chỉ đó đầy đủ luôn á. Đây nữa nè, vỏ bọng ngon anh chị ha, để quay cái gầm cho nên mình xem quên á. Gầm ồ, gầm được chứ ta, gầm ngon lành nè anh chị ơi, gầm mới tinh ta. Ui, vậy là xe này bán bị hố rồi. Xe cái gầm cái này là phải bán là 40 mấy triệu anh chị ơi. Thấy nước sơn nó dập dập vậy mà gầm nó đẹp dữ ha. Máy im lắm anh chị, để em dịch cái cabo cho anh em mình xem nha. Máy im nha, chạy sướng lắm, 4 vỏ xịn luôn anh chị ha. 3 mấy triệu à, cái bèo 36 triệu, không bớt nha anh chị nha. Máy ngon. Cái dòng này á, nó hay bị ù ga anh chị, hay bị ù ga, cục ù ga đâu đây nè. À đây nè, nhưng mà ù ga này hay rồi luôn rồi. Hay ù ga mới rồi cho nên em khỏi sợ. Và máy là không một miếng khói miếng hơi luôn nha anh chị nha. Máy rất là em, 3 máy 0.8, dòng này 100 cây chạy 5.5 lít xăng. Máy em vô à. Máy em lắm. Cabo keo chỉ còn luôn anh chị ha. Xe này về anh em dọn mà từ dọn mà nếu mà dọn tới luôn thì ra khoảng 45 triệu. Anh em mình bán có thắng được 5 mấy 60 triệu là chuyện bình thường, và xe này là sang tên được nha anh chị nha. Xe này ngày trước anh khách anh đổi xe em hồi nãy anh đưa hóa đơn ra là anh mua 100 mấy triệu mua ở salon Hà Nội đàng hoàng. Và anh em có thể đổi ra ngoài người ta rút cho anh em ha. Cho mấy người ta rút hồ sơ cho anh em thấy vẫn được ha. Xe nói chung thì cũng còn khá xe đó, máy em ru à. Thì anh em nào thích cái mẫu này thì liên hệ cho em Thịnh nha. Cảm ơn anh em mình nhiều.